Tôi không cần biết giấc mơ của bạn là gì. Tôi không quan tâm bạn đã từng gặp vấn đề gì trong lúc tiến đến giấc mơ đó. Nhưng hãy nhớ rằng giấc mơ mà bạn đang có, nó là có thể. Phần nào đó trong bạn đã biết rằng việc đó khó, việc đó không hề dễ dàng. Đúng ra rất khó để thay đổi cuộc đời bạn. Trong lúc bạn thực hiện giấc mơ của mình, bạn sẽ gặp phải rất nhiều biến cố, rất nhiều thất bại, rất nhiều đau đớn. Sẽ có những lúc bạn tự hỏi chính mình, tại sao những thứ này lại xảy ra cho tôi? Tôi chỉ muốn chăm sóc con cái và mẹ mình, tôi không trộm cắp của ai gì cả. Tại sao những việc này lại xảy ra với tôi? Gửi tới những người đã trải qua những biến cố đó, đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Những thời khắc khó khăn đến, nhưng chúng không đến và cứ ở đó. Chúng đến để đi qua. Sự vĩ đại không phải là thứ tuyệt vời hay huyền bí. Sự thần thánh mà chỉ những người đặc biệt trong chúng ta sẽ đạt được. Nó luôn có trong chúng ta, trong mỗi chúng ta. Việc tối quan trọng là bạn phải tin tưởng rằng mình là người được chọn. Phần lớn mọi người, họ xây dựng một gia đình, kiếm tiền và chết. Họ thôi phát triển, ngưng cầu tiến, chấm dứt thay đổi và không còn thôi thúc bản thân nữa. Và rồi nhiều người nói rằng họ không muốn cải thiện những gì họ đang có. Và phần lớn mọi người bỏ dở giấc mơ của mình. Tại sao? Đầu tiên là vì họ sợ sự thất bại sẽ ra sao nếu như mình không thành công. Hay sợ thành công nếu mình thành công và mình không thể chịu được nó thì sao? Họ không dám chịu rủi ro. Bạn dành quá nhiều thời gian với những người khác, quá nhiều thời gian để làm người khác thích bạn. Bạn biết về người khác còn hơn chính bản thân mình. Bạn tìm hiểu về họ, bạn biết về họ, bạn muốn vui chơi với họ, bạn muốn được giống như họ. Và bạn biết không, bạn dành quá nhiều thời gian với họ, bạn không còn biết mình là ai nữa. Tôi thách bạn dành thời gian cho mình. Nếu cần, đừng để những người đó dính đến bạn nữa nếu bạn muốn thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng với những người đang tiến tới giấc mơ của mình, cuộc sống có một ý nghĩa đặc biệt. Khi bạn trở thành người đó, bạn sẽ tự tách mình ra khỏi những người khác. Bạn sẽ có những đặc điểm riêng. Khi nào bạn còn đi theo người khác, chừng nào bạn còn là một người biết học hỏi, bạn sẽ không bao giờ là người học tốt nhất thế giới. Nhưng bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi thách bạn quyết định giá trị của chính mình. Mà không phải ai cũng nhìn thấy được, cũng tham gia với bạn, cũng có được tầm nhìn đó. Bạn phải biết rằng, bạn là một người đặc biệt. Việc hòa nhập và lôi kéo mọi người vào công việc của bạn là cần thiết. Những người khát khao chiến thắng, những người không chịu dừng bước và không chịu thua kém ai, những người đang xây dựng lại cuộc sống của mình và những người muốn hơn như vậy. Những người đang tiến đến giấc mơ, những người thắng cuộc, hãy đi cùng những người đó. Những người đang tiến tới giấc mơ của mình là những người hiểu rằng giấc mơ đó có thành sự thật hay không là tùy vào họ. Nếu bạn muốn thành công hơn, nếu bạn muốn có được hay làm được những thứ bạn chưa bao giờ đạt được, tôi muốn bạn hãy tự đầu tư vào chính mình, đầu tư vào bạn. Cho dù ai đó suy nghĩ gì thì nó không bắt buộc là sự thật. Nếu bạn không muốn là nạn nhân trong cuộc sống của mình, cho dù bạn phải đối mặt với những sự thất vọng, bạn phải biết rằng mình làm được. Cho dù không ai nghĩ thế, bạn phải biết thế. Đây là những gì tôi tin tưởng và tôi sẵn sàng hy sinh cho nó. Cho dù mọi thứ có tồi tệ thế nào hay tương lai có mù mịt ra sao, tôi chắc chắn làm được. Tôi muốn thể hiện một ý tưởng, tôi muốn thể hiện những cơ hội. Bạn muốn phát triển đến cấp độ tiếp theo? Bạn muốn trở thành giáo sư, trở thành bác sĩ? Hãy nghe đây! Bạn không thể làm được. Bạn không thể đạt đến những cấp độ đó nếu như bạn không tự đầu tư vào chính mình. Bạn không đọc sách, tôi thách bạn đến những buổi hội nghị. Tôi thách bạn đầu tư thời gian. Tôi thách bạn ở một mình. Tôi thách bạn dành một tiếng để tự hiểu về bản thân mình. Khi bạn trở thành chính mình, khi bạn tự làm chủ số phận của mình,
Khi bạn trở thành một người đặc biệt, bạn phải tách mình ra khỏi những người khác. Tôi thử thách bạn, hãy đến nơi mà mọi người không thích bạn hay chẳng quan tâm đến bạn. Tại sao? Bởi vì bạn không phải sống để làm họ vui. Bởi vì bạn sẽ cố gắng vươn lên, vươn đến một cấp độ mới. Tôi cần bạn đầu tư vào suy nghĩ của mình. Nếu bạn vẫn mãi nói về giấc mơ của mình, vẫn mãi nói về mục tiêu của mình mà chưa làm gì cả, hãy bắt đầu ngay đi. Bạn có thể làm cho gia đình tự hào, làm cho ngôi trường của bạn tự hào. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Bởi vì bạn đã chọn đúng đường, đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn. Mỗi khi bị từ chối hay chả ai đến cuộc gặp mặt của bạn, hay là ai đó nói bạn có thể dựa vào họ và họ không làm được. Nếu chúng ta có thái độ làm cho chẳng ai tin vào mình, bạn sẽ thua, thua và thua, và không còn ánh sáng cuối con đường kia nữa. Nhưng bạn vẫn hướng tới giấc mơ của mình, nghĩ về nó mỗi ngày và tự nói với bản thân: chưa xong đâu, ta sẽ thắng. Bạn có thể thực hiện được giấc mơ của mình.